Shop hàng Nhật nội địa chào các bác. Bây giờ là buổi chiều tối ngày 11 tháng 6 năm 2020. Từ sáng giờ em rất là bận cho nên không có lên được một cái clip nào giới thiệu các bác. Thì bây giờ là máy cũng vừa về thêm mấy con thì cũng đã vệ sinh sơ qua được rồi, thì lên sóng giới thiệu với các bác một vài cái con điều hòa một cục dạng cửa sổ của Nhật Bản ạ. Ở đây là tất cả các máy này là đều là sử dụng điện 100V hết các bác nhé. Công suất 7.000 BTU dùng được cho phòng từ 10 đến 12 mét vuông. Còn nếu bác nào phòng 15 mét vuông thì dùng cố thì vẫn cứ dùng được thôi, nhưng nó sẽ lô mát hơn. Máy thì bây giờ là đồng giá ở đây là 4.2 triệu một con. Giá 4.2 triệu một con các bác nhé. Những cái con trắng tinh thì là sơn lại, còn những cái con mà nó vàng như này thì bỏ nguyên. Thì tùy từng bác thích như thế nào thì có máy như thế. Công suất thì là 7.000 BTU, giá là 4.2 triệu một con, chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Đây là cái con Corona rất là đẹp này. Em để số 12 này các bạn này. Vỏ sơn đẹp cực kỳ luôn này. Thế, con này là đi kèm điều khiển đa năng nhé. Giá 4.2 triệu, con này là cái con của hãng Haier có tăng giảm nhiệt độ trên máy này. Đấy. 4.2 triệu, con này không có điều khiển từ xa. Con này con số 10 này của Corona có điều khiển từ xa này. Mấy con này có điều khiển từ xa hết, đều giá 4.2 triệu hết các bác nhé. Đấy. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ nha. Cảm ơn các bác.